Đầu tiên nói lại cái khái niệm phần lồi phần lõm của đồ thị.
cái đồ thị như thế này trong lớp 10 mình học cái đường ba khô này ta gọi nó cánh lồi. Tại sao gọi nó lồi? Vì bất cứ tiếp tiến nào của đồ thị tại một cái điểm cùng cái phần đồ thị này thì tiếp tiến đó đều gặp phía trên của đồ thị này. Này giải tiếp thì trong cái tình huống này em biết tôi luôn nhỏ hơn bạn, tôi nằm phía dưới này. Còn tiếp tiến là gì? Cuối chương này chắc là giờ là phần lợn. Phần lợn cái đồ thị gọi là lợn trong phạm vi nào đó, nếu tiếp tiến tại mọi điểm thuộc phạm vi đó thì là phía dưới cái đồ thị. Giờ thằng này là gần nhất rồi, tay giới tiếp. Thì trong cái trường hợp này giới tiếp của mình nó luôn nằm phía trên gần. Thế chưa? Đó là cái phần đầu thị mình học về đường parabol phần một phần đó. Bây giờ cái hàm bậc ba của mình nó là ráp của cái nhánh cầu này, một nhánh lồi và một nhánh lợn. Thì trong cái trường hợp cái lồi hàm bậc ba như thế này thì ngay trong này cái điểm đi này là cái ranh giới giữa phần lồi và phần lợn, cái ranh giới giữa phần lồi và phần ta gọi nó là điểm uốn lượn. Và nó có một cái điều rất là đặc biệt, do cái phần tiếp biến ở đây nè thì tiếp biến tại cái điểm Y nó đi xuyên qua một điểm, cho nên những công thức câu thái trên mạng nào là muốn cho đồ thị tiếp xúc gì đó tương đương công trình nó có điểm kép, hay là do cái công trình mình gọi cái điểm đó có điểm kép cái gì đó thì nó hoàn toàn sai. Điểm kép tức là nó không đổi dấu, đúng không? Không để dấu có nghĩa là thằng này luôn lớn bàn kia, thằng luôn nhỏ bàn kia thì mất công để dấu. Như liên qua điểm Y này, nhánh bên trái thì cái đồ thị màu xanh, cái đầu phía dưới đồ thị màu đen thì cái đây là đồ. Còn cái nhánh bên phải đồ thị màu xanh.